cuối tuần 5 giờ dậy thể dục tới 6 giờ 30 về, đi chợ giật đồ đem nhà làm bộ bí mật cho gia đình ăn, đủ truyền tháng 7 giật cùng. Là một người giỏi nội trợ nên vào bếp không hỏng cũng đứt tay, dục thiệt. Ở cái đội tay nghề mới bỏ 2 năm hơn đã lụt, cắt có mấy cái củ sắn mà tay phòng dợp nước. Hù, tôi khóc giả chân rồi trời. Định là chưa mấy cuốn ăn cho hợp phong thủy, mà chưa đói nên gói rồi dẫn luôn. Mẹ đâu la qua rồi. Sắn chín, nhúng nước cho khô bánh tráng, thêm đậu phộng, rút, sắn, lá quế vào, cuốn, cuốn, cuốn. Rồi xoay, 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 thộn vô họng, nuốt luôn, khỏi nhai. Ở tiệm thì người ta còn thêm trứng chiên lạp xưởng, nhưng tôi cũng thích hai thứ đó nên tôi không để. Cha tôi nói người ta bỏ dừa nên bị mẹ tôi cười vô mặt. Trong cánh buồm phiêu du chiếc thuyền đông đưa những ngày xa xưa, bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương vướng đường tương lai, ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chung. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao nỗi xanh mây ngàn sao. Có thể ngắm em từ xa, ô im hơn